Diễm Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị. Quý vị đang đến với bản tin thời sự nóng và được cập nhật liên tục phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Nào, ngày hôm nay thì không biết là có những nội dung đáng chú ý nào diễn ra ở trong nước và quốc tế. Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng vào chi tiết bản tin để đón xem nhé. Nhiều máy xúc phá đê, chính quyền Trung Quốc đang thí mạng bà Dương. Một đoạn video về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc điều máy múc chủ động phá đê Hồ Bà Dương được lan truyền ồ ạt ở trên mạng kèm theo nội dung. Ngoài hàng triệu mẫu ruộng còn tính mạng của biết bao người dân và gia đình, ai đảm bảo cho họ. Vừa qua, trên mạng lan truyền một đoạn video quay cảnh cơ quan chức năng điều máy xúc đào đê Hồ Bà Dương. Video cho thấy một chiếc máy xúc cắm cờ Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đào đê để nước lũ chảy vào đồng ruộng. Dọc con đê này vẫn còn công trình gia cố tạm thời, có nghĩa là chính quyền trước đó đã giữ đê nhưng sau đó đã hy sinh con đê này. Trên Weibo, có cư dân mạng cho biết đài phát thanh và truyền hình Lạc Sơn đã đưa tin về vụ việc cho biết tỉnh Giang Tây đã chủ động phá vỡ bờ kè Hồ Bà Dương để bảo vệ thành phố Cửu Giang. Nội dung trong video cũng cho biết để đảm bảo an toàn chỉ có cách hy sinh hàng triệu mẫu ruộng. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng sau khi xem xong video này đã đặt nghi vấn. Ngoài hàng triệu mẫu ruộng ra, còn có tính mạng của biết bao người dân, ai đảm bảo cho họ đây? Những bằng chứng về các vụ việc liên quan khác về vụ việc phá đê Hồ Bà Dương, các kênh truyền thông lớn khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều không có đưa tin. Điều này có thể chỉ ra rằng chính quyền độc tài này vốn không muốn cho nhiều người dân biết đến vụ việc này. Trước đó, trong một đoạn video khác được chia sẻ trên mạng, người quay video nói nhận được thông tin chính quyền muốn bảo vệ Vũ Hán, bỏ Bà Dương. Video cho biết đây là đoàn xe chuẩn bị của huyện Bà Dương. Một khi kêu bỏ Bà Dương, họ sẽ đào đê và cho nổ. Xem, toàn bộ đều là xe, hàng trăm chiếc xếp hàng dài đến vài cây số đều chở đầy đất. Đều đã sẵn sàng tăng chi viện. Vụ việc lưu vực Trường Giang bao gồm cả Hồ Bà Dương có nhiều chỗ đê bị vỡ cũng đã bị nghi ngờ là do chính quyền Trung Quốc chủ động xả lũ. Các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn lời của chuyên gia thủy lợi Trình Hiểu Đào nói rằng kinh nghiệm kiểm soát lũ năm nay chính là có thể giữ được thì giữ, không giữ được thì bỏ đi. Đồng ruộng nào muốn cải tạo thành ao đầm thì để nước lũ tràn vào. Ông Vinayak Bihat, đại tá quân đội Ấn Độ, đã nghỉ hưu công bố những hình ảnh từ vệ tinh và chỉ ra rằng đập Tam Hiệp đã mở toàn bộ cửa xả lũ. Hơn nữa, chính quyền mở cửa lũ và gây ra lụt trước khi công bố cho người dân. Thậm chí, lần mở cửa lũ vừa qua là không cần thiết vì mực nước còn thấp hơn cả năm 2018. Secret Channel cũng bình luận rằng hy sinh làng quê bảo vệ thành phố là thủ đoạn quen dùng xưa nay của Đảng Cộng sản Trung Quốc mỗi khi mưa lũ. Trong thảm họa lần này, hồ chứa ở các khu vực khác nhau thường xả lũ mà không báo trước, thậm chí xả lũ ngay giữa đêm khuya khiến người dân không kịp trở tay, dẫn đến thiệt hại to lớn về tính mạng và tài sản của người dân. Nước lũ ảnh hưởng 31 tỉnh thành Trung Quốc, dân không nhà cầu cứu, chính phủ viện trợ thực phẩm. Lũ lụt do mưa lớn đã ảnh hưởng đến ít nhất 28 trong 31 tỉnh thành và khu vực của Trung Quốc. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã cảnh báo sẽ còn có mưa lớn tại lưu vực sông Trường Giang trong những ngày tới. Trung tâm ước tính trong 2 ngày vừa qua, tổng lượng mưa tại phía nam lưu vực sông Trường Giang của Trung Quốc là từ 100mm đến 180mm. Ở một số vùng, lượng mưa sẽ lên đến 300mm. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo các khu vực phía Bắc Trung Quốc như Tây Tạng, Tân Cương, Thanh Hải, Cam Túc, Nội Mông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Liêu Ninh và Hắc Long Giang sẽ có mưa lớn trong 2 ngày. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Trung Quốc Diệp Kiến Xuân cho biết sông Hoàng Hà, sông Hải Hà và sông Tùng Hoa phía Bắc Trung Quốc sẽ đối mặt với lũ lụt trong những tháng tới, trong khi người dân địa phương lại thiếu kinh nghiệm để ứng phó với thiên tai này. Ông Diệp cho biết chúng ta phải để ý hơn đến khu vực phía Bắc Trung Quốc. Ông Diệp giải thích, lượng mưa vào mùa hè năm nay tại lưu vực Trường Giang và lưu vực Thái Hồ cao gấp 1,5 đến 2,6 lần so với lượng mưa những năm trước và chính quyền sẽ phải sơ tán sớm những người dân chịu ảnh hưởng.
Tuy nhiên, trong những cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Epoch Times, người dân tại các tỉnh lũ lụt như An Huy, Hồ Bắc và Giang Tây cho biết quê hương của họ gần đây đã chìm trong biển nước sau khi chính quyền xả lũ tại các con hồ, sông và kè chắn lũ gặp vấn đề. Thế nhưng người dân lại không được chính quyền hỗ trợ giải pháp thích hợp. Xả lũ. Anh Hoàng Minh, một cư dân sống tại khu Duyên Quan phía đông làng Đồng Lăng, tỉnh An Huy. Đây là khu vực có dòng Trường Giang chảy qua. Ngày hôm kia, anh chia sẻ với tờ Epoch Times rằng mình và dân làng bị buộc rời khỏi nơi ở nằm gần một con đê nhỏ vào ngày hôm đó. Họ bỏ qua những con đê nhỏ để xử lý các con đê lớn hơn. Họ đã để cho nước lũ từ sông Trường Giang xả vào các con đê bằng cách để các kè chắn lũ tự sập do lượng nước sông quá tải hoặc tự phá vỡ bờ chắn. Vụ việc đã khiến hơn 12.000 người phải rời khỏi nơi ở tại Đồng Lăng. Hầu hết mọi người đều không có nơi nào để đi và hiện đang chờ hết lũ tại các trạm cư trú tạm thời. Anh Hoàng cho biết các trạm cư trú đều thiếu nước uống, nhà xua đuổi côn trùng, áo mưa, đèn pin và lều trại. Anh cho biết thêm chính quyền không cung cấp đủ đồ ăn cho dân làng. Nhiều người lo ngại tài sản của họ sẽ bị lũ cuốn sạch. Ngày 8 tháng 8, sau khi hàng loạt kè chắn lũ bị sập, làng Hu Đông và hàng chục ngôi làng khác tại huyện đã bị nước lũ nhấn chìm. Nhà chức trách tuyên bố rằng họ đã sơ tán những người dân chịu ảnh hưởng, nhưng đến nay có một gia đình vẫn bị mắc kẹt trong nhà trong khi tình trạng lũ lụt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Gia đình bị mắc kẹt sống tại làng Hu Đông, huyện Ba Dương, tỉnh Giang Tây, phía đông Trung Quốc. Đây là gia đình ba thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà. Lũ lụt khắp nơi, chúng tôi không thể ra ngoài và thực sự rất cần đồ ăn. Người cha chia sẻ với tờ Epoch Times, người ông cho biết thêm, tại làng Hu Đông, nước lũ đã dâng đến tầng thứ hai của các ngôi nhà. Bên cạnh đó, một cư dân tên Yang cũng những người dân làng từ DC, cách Hu Đông khoảng 50 km, cũng gặp phải tình trạng tương tự gia đình trên. Ông cho biết nhiều người trong làng đã mất đi nhà cửa, nước lũ vẫn đang ngày một dâng cao, chính quyền đã thực hiện xả lũ từ Hồ Ba Dương. Tại Vũ Hán, nguy hiểm tứ bề, theo chính quyền thành phố vào 11 giờ đêm, một đợt lũ đã tràn vào Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Không chỉ vậy, người dân tại làng Guangzhou, huyện Thái Điện, Vũ Hán đã chia sẻ một đoạn video cho thấy toàn bộ dân làng buộc phải sơ tán vào lúc 5 giờ sáng cùng ngày do chính quyền xả lũ từ sông Trường Giang xuống làng. Chen Yua, phó kỹ sư trưởng Ủy ban Tài nguyên nước sông Trường Giang của Bộ Tài nguyên nước đã phát biểu trong một phân đoạn trên đài truyền hình nhà nước CCTV rằng tỉnh Hồ Bắc có thể sẽ đạt mực nước nguy hiểm từ sông Trường Giang trong 10 ngày tới. Tiến sĩ Wang Văn Hồng, con trai của nhà thủy văn học nổi tiếng Hoàng Vạn Lý nói với NTD, nếu đập Tam Hiệp không xả nước, thành phố Trùng Khánh phía thượng nguồn sẽ bị nhấn chìm, còn nếu đập xả nước thì Vũ Hán phía hạ lưu sẽ ngập chìm trong nước. Và Vũ Hán hiện đang là thành phố hứng chịu. Không chỉ Vũ Hán mà các thành phố khác tại khu vực hạ lưu đập Tam Hiệp cũng đang phải đối diện với tình trạng tương tự. Thành phố Nam Kinh tại tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc cho biết mực nước sông Trường Giang tại địa phương đã cao hơn 1.340 mm so với mức báo động. Cảnh báo từ Tổ chức Y tế Thế giới. Lo ngại về việc lây lan bệnh truyền nhiễm sau lũ lụt, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra cảnh báo chính thức trên Weibo, một trong những nền tảng mạng xã hội lớn nhất tại Trung Quốc. Tổ chức kêu gọi người dân vùng lũ uống nước đun sôi hoặc được khử trùng bằng clo. Ngoài ra, người dân không nên ăn thực phẩm ngập trong nước lũ cũng như bất kỳ mặt hàng thực phẩm nào có tiếp xúc với nước lũ. Tổ chức cũng khuyến cáo không nên sử dụng quần áo hoặc các vật dụng khác có thể tiếp xúc với nước lũ mà chưa được giặt sạch bằng thuốc khử trùng. Mực nước một sông ba hồ vượt mức báo động, đập Tam Hiệp căn bản là vô dụng. Gần đây, những trận mưa lớn không ngừng trút xuống lưu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc đã gây ra thảm họa thiên tai trên diện rộng. Kể từ tối ngày 14 tháng 6, mực nước tại một sông ba hồ, sông Dương Tử, hồ Động Đình, hồ Bà Dương và hồ Thái Hồ của Trung Quốc đều vượt mức báo động. Một số chuyên gia thẳng thắn nói rằng đập Tam Hiệp căn bản là vô dụng. Mưa lớn liên tục 3 đến 4 ngày tại khu vực hạ lưu, trung lưu và thượng lưu sông Dương Tử. Tính đến 6 giờ tối, mực nước trên dòng chính tại trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử, hồ Động Đình, hồ Bà Dương đã vượt mức báo động từ 0,12 đến 2,86 m.
mực nước trung bình của Thái Hồ là 4,44 m, vượt mức báo động 0,64 m. Trong đó, diện tích bề mặt nước tại khu vực Hồ Bà Dương và vùng nước xung quanh đạt 4.403 km2 vào ngày 14 tháng 8, so với ngày 2 tháng 8 và ngày 8 tháng 8 thì đã tăng lần lượt là 549 km2 và 198 km2. So với ngày 28 tháng 5 thì đã tăng 2.196 km2. Mực nước vào cùng thời điểm này trong quá khứ là 3.510 km2, tức là đã tăng 25%. Bởi vì năm nhánh sông của Hồ Bà Dương chảy vào vùng đất thấp ở cửa hồ, khiến các bờ đê của sông Thiên Thu, sông Đồng Tân và Sương Giang và huyện Bà Dương bị vỡ gây ngập lụt cả một khu vực rộng lớn, ảnh hưởng đến nhiều trang trại và làng mạc. Theo tin tức từ Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc, một số khu vực thuộc Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây, Hà Nam, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang có mưa to đến mưa rất to, bao gồm Bồn Địa, Tứ Xuyên cũng có mưa rất to từ 100 đến 120 mm. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu xanh mưa lớn cho 9 tỉnh và thành phố tại Trung Quốc. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã nói rằng một số con sông nhỏ và vừa ở các vùng xảy ra mưa lớn tại Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hà Nam, Hà Bắc, An Huy, Giang Tô và Chiết Giang có thể sẽ có lũ lụt nghiêm trọng. Thiên khí đặc cấp diễn đàn bão Đài Loan cho biết sắp tới một đợt mưa lớn rất lớn nữa sẽ tiếp tục trút xuống tại lưu vực sông Dương Tử. Theo dự đoán mới nhất, lần này tại Thượng Lưu, Trung Lưu, Hạ Lưu, sông Dương Tử đều sẽ nhất loạt có mưa. Dự kiến đợt mưa lớn này sẽ kéo dài từ 3 đến 4 ngày. Do đó, tình hình lũ lụt có thể sẽ càng nghiêm trọng hơn. Vương Chí Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ chống thiên tai và phục vụ công cộng của Cục Khí tượng Trung ương Trung Quốc cũng cho biết, kể từ tháng 6, lượng mưa ở Trung Lưu và Hạ Lưu sông Dương Tử đạt mức 498,5 mm, cao hơn 64,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là lượng mưa đạt kỷ lục lớn nhất trong lịch sử kể từ năm 1961. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin thời sự tổng hợp được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi hết chương trình. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh đành phải nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung lần sau nhé!